cùng hân hoan quy tụ nhau về đây trong nhà của Chúa giờ này để bày tỏ sự vui mừng cách đặc biệt đối với gia đình của các em và cách riêng là đối với các em, bởi vì trong thánh lễ hôm nay các em sẽ lần đầu tiên được hân hoan đón Chúa đưa vào trong lòng của mình. Đây là một biến cố rất quan trọng, là một biến cố trọng đại trong cuộc đời của các em. Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống thường ngày của mình, chúng ta đều đón một vị khách quý, đó là một niềm vinh dự lớn. Hôm nay các em chẳng những đón một vị khách quý mà còn đón chính Chúa của mình. Chúa là Chúa đầy trời đất, là Chúa của các em và là Chúa của chúng ta, là ơn cứu độ của các em cũng là ơn cứu độ của chúng ta. Vì đó chúng ta hân hoan vui mừng quy tụ nhau nơi đây để được dâng kính lễ này. Chúng ta hãy lấy lòng xót mến để dâng kính lễ này thật xuất sắc. Chúng ta xin tha thiết xin Chúa truyền cầu mạnh thế cho có thể trong chúng ta cũng như là có trí các em để các em cảm nhận một cách sâu sắc nhất biến cố trọng đại này, để từ đây về sau các em nỗ lực cố gắng cầu cho về Chúa qua ý thức, qua cử chỉ, qua hành vi của mình để cho cuộc đời của các em là những chứng nhân cho tin mừng của Chúa Kitô. Trong tâm tình ấy, từ đây tất cả chúng ta cùng thành tâm sám hối về những lầm lỗi thất sót của mình, xin Chúa thương xót thứ tha để chúng ta được xứng đáng trở thành con nhiệm. Thank you.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trỗi dậy cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn cổ muôn đời. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, ông Mô-xê triệu tập tất cả các kỳ mục Israel và nói với họ: hãy đi bắt chiên cừu về cho gia đình anh em và xác tế làm lễ vượt qua. Anh em sẽ lấy một bó hương thảo đúng vào máu trong chậu và lấy máu từ trong chậu bôi lên khung cửa, và không ai trong anh em sẽ ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng. Đức Chúa sẽ rảo khắp Ai Cập để đánh phạt, và khi thấy máu trên khung cửa, Đức Chúa sẽ vượt qua trước cửa và không để cho thần chu diệt vào nhà anh em mà đánh phạt. Anh em phải giữ điều đó như điều luật vĩnh viễn cho mình và cho con cháu khi được vào đất mà Đức Chúa ban cho anh em như người đã phán. Anh em sẽ giữ nghi lễ đó. Khi con cháu anh em hỏi anh em nghi lễ này có ý nghĩa gì đối với quý vị, anh em sẽ trả lời: đó là lễ tế vượt qua mừng Chúa, mừng Đức Chúa. Đấng đã vượt qua các nhà của con cái Israel tại Ai Cập khi người đánh phạt Ai Cập và cho các nhà
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh phẳng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ làm sao ông này lại có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Những điều
điều kiện nào để lãnh nhận bí tích Chúa Trời? Còn đây đây, em đọc giúp. Được rồi, mới được 50-50. Hay là cái kỷ luật sống, hay là cái tốt. Một là
xét mình phải cho kỹ, chứ không phải là đang chạy đá bóng rồi đang chạy hít hấp hát và cái thứ vào được anh chạy chạy tôi cả xem được chưa, biết chưa vài vài được rồi chạy được có thở đã thế đã cũng 10-15 phút thì có gì đâu mà chờ quên được rồi. Đó là xét mình cho kỹ. Hai là lo buồn ăn năn vì tội của mình này, đối với Chúa, đối với xã hội, đối với nhân, đối với mẹ, vì cái tội đó để làm cắt đứt mối tương quan liên lạc và tình yêu đối với Chúa, tình yêu xã hội và tôi thấy nhận trong lòng chính mình. Rồi đó là sự tội và cuối cùng vốn đó là hệ để tội nhưng dù sao chẳng nữa cũng làm chào một tay cho ngày mai. Vậy cho nên Chúa Giêsu Ngài là Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến cùng, nên Ngài chết chiêu trên thập giá, đó là yêu thương ta. Và trong đó Ngài còn giọt nước giọt máu cuối cùng đổ ra chúng ta, một là thanh tẩy khinh hóa, hai là để làm gì bằng sự sống và sức sống. Cho nên hãy nhìn lên đấng đã thâu mà kín mốt, mà kín mốt nó là ơn tha thứ, ơn hóa giải. Và một khi đã sạch trong tội rồi thì các em bắt đầu đi vừa dựng đấy. Ngài yêu thương chúng ta đến cùng, cho nên Ngài chăn chối xã hội và chăn chối cho chúng ta ngày hôm nay bằng ba việc. Ngài đến với chúng ta, Ngài ở với chúng ta, Ngài nuôi dưỡng chúng ta, và qua đó qua thể để chúng ta cuối cùng được gì? Chưa được sống tới đời. Đến là một, hai là ở với chúng ta, và cái thứ ba đó là gì? Thưa đó là nuôi dưỡng chúng ta, và cái cùng đó là gì? Đảm bảo chúng ta lấy được sự suốt đời. Vì Chúa Jesus Ngài nói ai ăn mình tôi và Chúa của tôi thì người đó ở trong tôi và tôi ở trong cái đó, và tôi sẽ cho kẻ đó sống lại ngày tận thế. Vì thì tôi thật là thật, mẫu tôi là ngũ và bi kinh thể. Vậy họ tất cả loại, cả con loại cả kia, Chúa Giêsu lập cái tính thể mỗi người chúng ta sinh gì? Chúa Giêsu lập cái tính thể mỗi người chúng ta sinh gì? Là sinh gì? Trong kinh thánh, nhất là lời kinh năm sinh sáng, Chúa Giêsu lập cái tính thể tại sinh gì? Thưa xin cho được siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày và mọi ngày và giúp đỡ thế giới quá ngon. Cho nên tôi hy vọng là không thể thực hiện hôm nay và các bậc minh bố mẹ để cộng đồng và kể cả tất cả mọi thành phần dân chúa trong giáo sĩ không ai thì ý thức rằng vậy xin gì? Thưa xin trao đổi siêng năng tham dự thánh lễ và rước mình mẫu mạo. Các bạn không? Các bạn các em không phải chủ nhật mà thôi, những ngày thường quyết mà rước tốc độ các em được rước đem chú đến nhà đình. Ô, hôm nay con được rước được rồi, thôi tối hôm nay bố mẹ cho con đi, ngày mai đi. Và khi bố mẹ đi ý thức là gương sáng cho cái đó là sung tốc độ. Rồi trong quy tích hòa giải thì họ tặng các em ạ, còn gọi là bí tích sám hối. Vậy Chúa Giêsu lập bí tích sám hối để làm gì? Các bạn, các thầy cô, nào thưa thưa cha là Chúa Giêsu lập bí tích hoàn dài để ban ơn tha tội cho ta. Mình xin gì nữa? Đến là ngày mai, tôi mới xin gì nữa này? Và thường thường trong đó Chúa
bí tích xa hối. Tại sao gì? Tin vào lời Chúa Thánh Sắc và siêng năng lãnh nhận bí tích xa hòa. Amen. Người hiểu. Siêng năng. Chúa Giêsu lập bí tích xa hối, hay còn gọi là bí tích hòa giải, hoặc còn gọi là bí tích lập xuất. Tại sao gì? Thưa xin cho được cái gì? Vững tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa và siêng năng lãnh nhận bí tích giáo hòa. Cho nên chính vì xã hội thưa lên đó thì trong đó có gì thưa xã hội thì cho nên buộc không bỏ xung tội quá một năm, hoặc là buộc phải xung tội một năm ít là một lần. Ai đã bỏ quá một năm thôi cũng liệu biểu mình đã xin gì rồi, xin chứng tin để làm gì, vững tin hai là siêng năng lãnh nhận bí tích hòa để làm gì thưa xuống đây. Rồi về cái tinh thể thì cũng vậy, là siêng năng tham dự thánh thế và rước mình mẫu ngài với tâm thành sáng. Cho nên trong khi đó về xuống đây là buộc phải rước lễ trong mục sinh, đấy là điều nhất. Hai là buộc đi dự lễ Chúa Nhật và các ngày đại lễ. Còn những ngày thường chúng ta làm thêm. Làm thêm để làm gì? Thưa để lập công, hay để cho mình và để tổ chức khác. Nhất là cầu cho những người khô khan mọi lành sớm sớm một lần. Cầu cho những người ở tức là yên tôn các bạn sớm nhận ra chân lý sự thật. Rồi cầu cho những người thì đã sống vào đạo siêu năng đi lễ rồi theo sức tội thì cái gì? Xa tránh cái gì tội và yêu mến Chúa Kitô, đó là đến với Chúa tu tinh thần. Vậy với tâm tình đó, xin Chúa ban cho thiết trong tâm tình đã ơn hôm nay, và trong đó để xin mời ban cho cái thiết đề thứ nhất, đó là cầu nguyện cho các em, hai là các em tương lai trở thành tông đồ của giáo hội trong đó và giáo xứ và chúng ta. Rồi cái điều thứ ba đó là xin gì? Xin cho chúng ta cố gắng tham dự thế lễ mỗi ngày và mỗi ngày và dương lễ có thể được để chúng ta thống nhất có Chúa và chúng ta đem Chúa đến chúng ta trong tâm tình yêu thương vì Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến cùng lắm thì chúng ta cũng yêu thương người khác như Chúa yêu thương, như Chúa Giêsu đã dạy. Thầy ban cho chúng con một giới thiệu với rằng anh em đã yêu thương nhau như thầy không có một tình yêu nào lớn hơn cho bằng yêu của một người thí mạng sống vì yêu, hai cần nộp mình để và chính mình vào một cái là lưu tụ như chúng ta là người đã bảo cho ta đến sự sống đời để nữa xin chân thành cảm ơn anh chị em và các con. Xin tội lễ là lời thân mến Chúa Giêsu nói chúng ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Trong ngày các em lãnh nhận ý thánh thể lần đầu tiên trong cuộc đời với sự tin yêu phó thác vào lời Chúa dạy, chúng ta cùng phát tiết cho lời nguyện xin. Chúng ta nhận lời cầu xin Chúa ban cho các vị mục tử cũng như những thừa tác viên của Chúa luôn sống và yêu mến thánh thể hết mình, trở nên tấm bánh bẻ ra trong muôn người. Nhờ đó mọi người có thể đón nhận thánh thể Chúa cách xứng đáng và sống hữu ích hơn. Bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho cộng đoàn giáo xứ, cho những ai đang sống trong bất hòa, chia rẽ, tìm được sự hiệp nhất, yêu thương để làm chứng cho thế giới hôm nay. Ngày nay, xung quanh chúng ta còn biết bao người đang đói khát cả tình thương cũng như cơm bánh vật chất. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành và thành hòa, ban thêm nhiều ơn lành cho những ai đang gặp khó khăn cũng như cho các bậc phụ huynh cha mẹ.
việc tìm kiếm bánh trường sinh và lương thực hàng ngày. Dương lễ lần đầu là một hồng ân cao trọng mà Chúa Giêsu dành cho mỗi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cũng ban cho tất cả chúng ta luôn luôn có lòng tôn kính, mến yêu thánh thể Chúa cách sốt sắng, chuyên cần rước Chúa mỗi khi theo thức bàn tiệc thờ Chúa và mình bảo thánh Chúa. Nhờ đó chúng ta được giữ vui và lớn mạnh về thể xác cũng như linh hồn. Chúa Giêsu phán: các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, giao giảng tin mừng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giúp mỗi người thiếu nhi chúng ta và mọi người vì theo khả năng và hoàn cảnh của mình mà vượt thắng mọi khó khăn trở ngại để đạt được nhiều kết quả trong cánh đồng truyền giáo. Lạy Chúa, thánh thể Chúa là của ăn đàng cho chúng con trên đường về quê trời. Xin Chúa ban ơn và trợ giúp chúng con trên đường về quê thật. Và ban cho các em bước lễ lần đầu hôm nay nhận ra tình thương sức sống từ thánh thể Chúa để các em trở nên như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con.
Thank you.
Xin Chúa cứu anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tôn thiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã nghỉ trần trong tình thương của Chúa. Xin hãy thay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúa lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Trao Nam Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời gian và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Kính nhờ người với người và trong người mà mọi thánh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần trên muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa thương mến và theo thề
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi công nghiệp với mình và máu thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Xin mời chào và đón gọi. Lời lễ của mình là xin cho bố mình và các em rất là cần đó hôm nay xin có đồng tình xin lời quý cha và toàn đoàn. Xin phép Thiên Chúa trọng kính cha xứ Hương Xe, cha bố Phạm Sĩ Cô và cha phó đặc mệnh con kính thưa quý thầy, quý dì, quý thầy cô giáo lý viên, quý hội đồng giáo xứ và hội đoàn. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt trọng đại với 46 em được dự lễ lần đầu tiên trong đời. Chúng con những người cha mẹ thật vui sướng và cảm động vì có người con hôm nay được khai tâm đón nhận Chúa vào lòng, đồng thời được học cách làm người, làm con Chúa. Chắc chắn rằng qua bí tích hòa giải cha cử hành, con cái của chúng con từ nay có một sự sống lớn để bắt đầu một chặng đường mới trong cuộc đời, sống trọn vẹn hơn cuộc đời làm con Chúa, giữ gia đình, giữ giáo xứ và giữ lòng hội thánh. Con xin được đại diện cho tất cả phụ huynh của các em được bày tỏ lòng trọng kính, yêu mến và cảm ơn quý cha, quý thầy cô giáo lý viên và quý tổng đoàn. Chúng con xin chân thành tri ân cha xứ Hương Xe và cha cố Francisco đã dành sự ưu ái và quan tâm tới giáo xứ Yên Khoái chúng con. Quý cha đã tới hiện diện cử hành bí tích và đặc biệt là dâng thánh lễ cầu nguyện cho các con của chúng con. Chúng con xin cảm ơn cha phó đặc trách Loan Bautista vì lòng hiền lành và với sứ vụ cha đã mở các lớp giáo lý, luôn ân cần đồng hành với các em. Cha luôn lo lắng và lên chương trình cho các con của chúng con được một phút trọng đại này. Chúng con xin được cảm ơn quý thầy, quý ông bà trong hội đồng giáo xứ và ban hành giáo các họ đã cộng tác với cha con giúp đỡ và tạo điều kiện cho các con của chúng con được như hôm nay. Đặc biệt, chúng con xin được tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo lý viên. Các thầy cô chính là những người gần gũi và là những cộng tác viên của quý cha. Các thầy cô đã hy sinh bao thời gian, công sức và tâm tình để giảng dạy giáo lý của Chúa cho các con của chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn ban ca đoàn, đội trưởng, ban tập hoa và tất cả những ai đã cộng tác giúp đỡ chúng con trong thánh lễ này. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, trong thời gian qua, trong các giờ học giáo lý, các con của chúng con là những đứa trẻ ham chơi, lười học, đùa nghịch, chắc chắn đã khiến quý cha, quý thầy cô phiền lòng. Chúng con xin quý cha và quý thầy cô luôn tha thứ và cầu nguyện cho các con của chúng con nhiều hơn nữa. Chúng con cũng xin cảm ơn cộng đoàn đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các con của chúng con. Chúng con kính chúc quý cha mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa để quý cha mỗi ngày trở nên tốt lành, thánh thiện và quý cha vui vào bổn phận mà Chúa giao phó. Nguyện chúc quý thầy cô giáo lý viên, quý cộng đoàn và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy hạnh phúc trong tình yêu bao ngôi Thiên Chúa. Sau thánh lễ chúng con xin quý cha chung với tấm hình lưu niệm với chúng con. Sau cùng, chúng con xin gói trọn tâm tình cho bó hoa tươi thắm, tình thương những quý cha. Chúng con xin chân thành cảm ơn.
những điều căn bản của thầy giáo chúng ta chia sẻ hôm nay, để từ nay thì con nghĩ là con đã lớn rồi, đã đủ tuổi khôn rồi, đã biết phân biệt thế nào là tốt, thế nào là xấu, biết phân biệt thế nào là tôi, thế nào là không là tôi, cũng như là biết phân biệt thế nào là những điều nhân đức và nhất là đâu là các ơn đức từ bi mà con vừa mới lãnh nhận trong cái lễ hôm nay cũng như chiều hôm qua. Để từ đây chúng con quyết tâm sống một đời sống mới, tức là sống tốt hơn, sống thánh thiện hơn, ngoan hơn.